Rồi, ok, hello các bạn. Bây giờ mình học tiếp nha tụi em ha. Bữa trước thầy đã dạy tụi em cái phần dao động điều hòa đúng không? Mình làm quen với dao động điều hòa, phương trình dao động điều hòa. Bữa nay mình sẽ học tiếp những cái vấn đề liên quan về pha được chưa tụi em? Thì cái bài hôm nay là cái bài rất là quan trọng luôn, được chưa nào? Rồi, ok. Bây giờ bắt đầu mình học nha tụi em. Thì cái bài mô tả dao động điều hòa này ở cái video trước thầy đã dạy tụi em những cái đặc trưng rồi đúng không? Dạy tụi em tần số rồi nè, dạy tụi em chu kỳ rồi nè, đúng chưa? Giúp tụi em hiểu rõ những cái này rồi, sau đó mình làm một mớ bài tập luôn rồi. Đúng chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ học tiếp cái nội dung này nha. Đây, mình sẽ học tiếp là pha dao động và độ lập pha. Thì á, tụi em muốn hiểu sâu những cái này á tụi em thì tụi em phải nắm được cái đường tròn này, cái đường tròn này nè. Thì cái đường tròn này á tụi em người ta gọi tên nó là đường tròn pha. Nghe chưa? Đường tròn pha ha. Đường tròn pha. Và thầy nói luôn nè tụi em, cái đường tròn pha này nè tụi em, nó là một cái công cụ cực mạnh để giúp tụi em giải những cái bài toán dao động điều hòa. Tức là sao? Tức là nếu mà bạn nào mà hiểu được cái đường tròn này và thuộc được cái đường tròn này á tụi em, thì tụi em sẽ giải những cái bài toán dao động điều hòa rất là giỏi luôn. Được không? Thì nói trước cho biết, cho nên tụi em phải lưu ý. Rồi, bây giờ khoan hãy nhìn cái đường tròn này, bây giờ tụi em nhìn bên đây trước nè. Tụi em nhìn cái hình bên trái này trước, tụi em phải hiểu trước nè. Nhìn nè. Thì đầu tiên á là mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn ha. Chuyển động tròn đều. Được chưa tụi em? Thì á bây giờ tụi em nhìn từ từ, thầy hướng dẫn từ từ nè, tụi em nhìn nè. Tụi em thấy cái vector màu xanh này không? Thì cái đỉnh, cái đầu bút của vector màu xanh này là một cái điểm đúng không? Nó đang chuyển động tròn đều. Nè tụi em nhìn nè. Đấy, cái đầu của vector màu xanh á, nó đang chuyển động tròn đều, thấy không? À, thì cái hình chiếu của cái điểm này nè tụi em lên cái trục màu đỏ này nè, thấy không? Cái hình chiếu của cái điểm đang chuyển động tròn đều này nè, lên cái đường thẳng màu đỏ này tụi em là một cái vật màu xanh. Đây, một cái vật nè. Có phải nó đang dao động qua lại như thế này không tụi em? Đấy, dao động qua lại như thế này. Thấy chưa? Thì á, hình chiếu của một cái điểm chỉ nằm tròn đều á tụi em lên cái trục màu đỏ này nè là một vật đang dao động điều hòa. Nghe chưa? Ha, thầy nói lại một lần nữa nha tụi em. Ha, hình chiếu của một chất điểm, được chưa tụi em, đang chuyển động tròn đều, được chưa? Lên một cái trục nằm ngang như thế này tụi em là dao động điều hòa, được không? Thì cái phương trình là cái phương trình dao động điều hòa bữa trước mình học nè. Đúng không tụi em? Đấy, thì tụi em nhớ luôn nha. Cái A này nè tụi em, cái A này là cái biên của nó luôn nè, chỗ này là biên nè, chỗ này là biên nè. Tại vì cái vật nó dao động qua lại như thế này mà. Đúng không tụi em? Thì chỗ này là biên, chỗ này là biên dương, chỗ này là biên âm, thế thôi. À, còn omega này bữa trước mình học là gì tụi em? Cái omega này nè, hồi bữa trước mình học là tần số gốc. Thì thật ra cái omega này tụi em, nó là cái tốc độ gốc của một cái điểm khi mà chuyển động tròn đều. Y như là cái chuyển động tròn đều tụi em học ở lớp 10 vậy đó, có gì đâu. Đúng không? Omega hồi bữa trước mình học là tần số gốc, thì tụi em cũng có thể hiểu á, nó là tốc độ gốc của một cái điểm pha hay một cái điểm nè, nó đang chuyển động tròn như thế này. Tức là cái omega này mà càng lớn á tụi em thì cái vector màu xanh này nè nó cũng sẽ quay càng nhanh, hiểu không? Tức là cái điểm nó chạy những đường tròn nó sẽ chạy càng nhanh, dễ hiểu mà, đúng không tụi em? Cái tốc độ càng lớn thì quay càng nhanh thôi, có gì đâu. Đấy, ok không tụi em? Omega này ha, tụi em có thể hiểu đó là tốc độ gốc nha tụi em, được chưa? Tốc độ gốc ha của cái điểm pha, được chưa? Đang chuyển động tròn đều, được không tụi em? Cho nên thật ra sách giáo khoa mới tụi em người ta có định nghĩa omega này nè là gì biết không? Tụi em biết nè, omega là tốc độ gốc. Thì có nghĩa là omega nó là tốc độ biến thiên của pha dao động, đúng không? Tại vì omega mà càng lớn thì cái điểm này nó chạy càng nhanh, mà chạy càng nhanh thì cái độ biến thiên pha nó càng lớn, vậy thôi. Đúng không tụi em? Được chưa? Rồi, vậy bây giờ tiếp tục nè, bây giờ tụi em nhìn sang cái đường tròn này đi. Thì thầy nghĩ cái đường tròn này á, bây giờ thầy sẽ giải thích từ từ, mấy đứa đừng nhìn, đừng có sợ nha. Nè, thầy bây giờ thầy sẽ giải thích từ từ. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn nhìn lên cái đường tròn nè. Thầy giải thích cho tụi em hiểu sâu luôn nghe chưa? Rồi bây giờ các bạn quan sát nè. Thì tụi em biết à, mấy cái phương trình dao động điều hòa tụi em học á là x bằng gì tụi em? X bằng a đúng không? Nhân cos của omega t cộng phi. Đúng tụi em, đây là phương trình dao động điều hòa bữa trước thầy dạy nè. Đúng không? Thì tụi em nhìn nè. Tụi em tách cái này ra tụi em nhìn nè nha. Thì thật ra nè, cái a này á tụi em là nó cố định rồi. Cái a này là cố định, đúng không? Cái a này là không đổi mà, biên độ thì đâu có đổi đâu. Đúng không? Vậy thì có phải là cái vị trí cái ly đầu x của vật nó phụ thuộc vào hàm cos này không tụi em? Đúng không? Mà hàm cos nó lại phụ thuộc vào cái pha này nè. Đúng không? Cái hàm cos nó lại phụ thuộc vào cái pha. Đúng chưa tụi em? Cho nên lý do mà mình phải có cái đường tròn pha là như vậy đó. Được không tụi em? Được không? Đấy, tức là tụi em hình dung nè. Đây, mấy đứa nhìn này nha. Tụi em biết nè, cái hàm, nếu mà tụi em biết cái trục cos tụi em học bên toán á, cái ví dụ cái này là trục cos đi thì chỗ này sẽ là số mấy? Chỗ này sẽ là 1 đúng không? Chỗ này sẽ là trừ gì? Trừ 1. Tại vì cái hàm cos đó tụi em nó chạy từ gì? Một cái hàm cos x đúng không? Nó sẽ luôn luôn bé hơn bằng 1 và luôn luôn lớn hơn bằng trừ 1. Cái này toán nghe chưa? Thầy nhắc nhanh lại thôi. Được không? Thì bây giờ nè,
Vậy giờ tụi em nhìn nè, mà x của mình thì bằng a nhân cos đúng không? Vậy thì khi mà cos lớn nhất là bằng 1 á, thì a nhân 1 thì chỗ này là biên dương nè. Đấy. Chỗ này là biên dương nè. Vậy bây giờ tiếp nè, bây giờ nếu mà cos bé nhất là cos là -1 đúng không? Thì a nhân -1 thì chỗ này là biên âm nè. Tức là nó phụ thuộc vào hàm cos, được chưa? Thì khi mà thầy ghi cái này là a, cái này là x nè, thì cái trục này nè, cái này là a, cái này là trừ a, thì cái trục này phải sửa lại thành trục x, bỏ trục cos đi. Tức là bây giờ nè, cái đường tròn này nè tụi em là cái đường tròn pha, nghe chưa? Với cái trục nằm ngang này nè tụi em, trục nằm ngang này nè là trục ly độ x, mấy đứa nhớ nghe. Hay trục ly độ hay là trục trục thể hiện vị trí của vật đó tụi em, được không? Đấy, tụi em nhớ nha. Rồi, tiếp. Bây giờ tụi em nhớ nè. Góc sẽ được bắt đầu tính từ đây nha tụi em, tính từ đây quét lên ha. Chiều các bạn nhớ luôn nè, cái chiều dương của đường tròn đó tụi em là chiều này. Đây, tụi em phải nắm cho thầy nè, cái chiều dương của đường tròn là chiều này nghe chưa? À, thầy vẽ nó xa xa một chút đây nè. Cái chiều dương của đường tròn là chiều này, các bạn phải nhớ. Đây là cái chiều dương của đường tròn. Tức là cái điểm pha tụi em phải xét nó luôn chạy ngược chiều cái đồng hồ, được chưa? Tiếp nè. Tiếp. Bây giờ tụi em biết nè. Ở bên toán tụi em thì thật ra nó có những cái vị trí đặc biệt, được không? Mình có nè. Ví dụ là 30 độ nè, đúng không? 45 độ nè, rồi gì nữa tụi em? 60 độ. Đây là những cái vị trí đặc biệt nè. Được chưa tụi em? Thì ứng với độ á tụi em thì đơn vị ra dăng của nó là nhiêu mấy bạn biết không? 30 độ thì đơn vị ra dăng là pi chia 6. Đúng không? Nên nếu biết không ta, bạn nào mất gốc, bạn nào học lớp 10 mà mất gốc cái này là tiêu nghe chưa? Thầy nói nhanh lên nè. Từ độ các bạn chuyển sang ra dăng. Đây nè, từ độ mà các bạn chuyển sang ra dăng á là các bạn nhớ là nhân 180, nhân pi chia 180. Bây giờ tức là các bạn chia cho 180. À, các bạn nhân cho pi. Đấy. Được chưa? Thì các bạn tóm lại các bạn lấy 30 chia 180 thì nó ra là 1/6, các bạn nhân pi vô thì là pi chia 6. Thế thôi. Đúng rồi em, tương tự 45 độ nè, các bạn chia 180 là 1/4, nhân pi vô thì là pi chia 4. Đấy, pi chia 4. Tương tự 60 độ thì là pi chia 3, vậy thôi. Được chưa tụi em? Pi chia 3, được không? Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn nè. Bây giờ 30 độ là ở đâu nha? 30 độ nó là chỗ này nè. Được chưa? 30 độ là chỗ này. Được chưa? Đây, chỗ này là 30 độ nè. À, cái mũi tên nó bị ngược, thì phải vẽ ngược lại đây nè. Đây, các bạn thấy không? Được chưa? Thì á tụi em sẽ có được cái chỗ này. Đây, tụi em sẽ có được là chỗ này nè. Đây cái vị trí này nè, là vị trí nào thì mấy đứa nghe nè, chỗ này là 30 độ. Đúng không? 30 độ thì chỗ này là pi chia mấy tụi em? Điểm pha này là pi chia 6, thấy không tụi em? Pi chia 6. Đúng không? Góc này là góc 30 độ đấy. Góc này là góc 30 độ nè. Rồi, pi chia 6 là 30 độ. Thì á tụi em biết á cos của pi chia 6 á tụi em à, thì cái giá trị cos của nó nè. Pi chia 6 á thì cos của nó sẽ là căn 3 chia 2. Đúng không tụi em? Còn pi chia 4 là căn 2 chia 2. Còn pi chia 3 là 1/2. Đúng chưa? Cái này toán thôi. Được chưa? Thì mấy bạn nghe nè. Nè, nghe thầy nói nè. Cos của pi chia 6 á là căn 3 chia 2, tức là chỗ này là căn 3 chia 2 nè, thì a nhân căn 3 chia 2 á thì cái vị trí này nè tụi em, cái vị trí này là vị trí a căn 3 chia 2 trên đường tròn. Vậy thôi. Được chưa? Vị trí này là vị trí a căn 3 chia 2. Được không? Rồi tiếp nè. Bây giờ 45 độ thì 45 độ chắc chắn nó là chỗ này nè, chính giữa cái cung này nè. Chỗ này là pi chia 4 nè. Pi chia 4, chỗ này là 45 độ. Đúng rồi em, chỗ này là 45 độ nè. Thì cái vị trí pi chia 4 này nè tụi em, khi mà chiếu lên cái đường tròn, khi mà thầy chiếu lên cái trục nằm ngay này nè, thì cái vật đang ở vị trí này. Bạn hiểu không? Cái vật đang ở vị trí này. Và pi chia 4 là căn 2 chia 2, cho nên cái vị trí này nè sẽ là vị trí a căn 2 chia 2. Nó tương tự cái này nè tụi em. Được chưa nào? Tiếp nè. Bây giờ tới 60 độ. 60 độ thì là chỗ này nè. Đây, chỗ này là 60 độ là pi chia 3. Giờ pi chia 3 thì chỗ này là 60 độ này. Đấy, thì pi chia 3 các bạn chiếu lên cái trục ngang này nè tụi em, thì cái vị trí này nè là vị trí a chia 2, đúng không? Tại vì pi chia 3 là 1/2 mà. Đúng không? Cos của pi chia 3 là 1/2 thì a nhân 1/2 thì ra a chia 2. Đấy. Được chưa? Được chưa tụi em? Đấy, tụi em thấy chưa? Tiếp nè. 90 độ là ở đây. Đúng không tụi em? 90 độ là ở đây. Này, chiếu 90 độ nè. Thì khi mà tụi em chiếu lên cái trục này thì nó vật sẽ đang ở vị trí cân bằng O. Đúng không? Chỗ này là pi chia 2 nè. Đúng chưa? Pi chia 2 là ứng với lại 90 độ. Ok không tụi em? Thì vật nó sẽ đang ở vị trí cân bằng O. Được chưa? Rồi, được chưa tụi em? Thì mấy bạn nghe này nha. Thì thật ra tụi em chỉ cần nhớ một góc phần tử này thôi. Ở bên đây nó sẽ đối xứng qua, tức là được chưa? Ví dụ chỗ này là pi chia 3 đi thì đối xứng ở bên đây. Được chưa tụi em? Chỗ này là pi chia 3 đúng không? Thì đối xứng của nó qua bên đây. Thì có một điểm chỗ này.
Thì điểm này á, điểm này thực ra là 120 độ tụi em, đúng không? Tại vì góc này 60 độ mà, thì đối xứng của bên đây thì là góc này, đối xứng của bên đây thì cái thằng này là 120 nè. Này góc này 120 nè. Đúng không? Thì 120 các bạn chuyển sang pha nó là 2 pi chi 3, chuyển sang ra văn nó là 2 pi chi 3. Đúng chưa? Tương tự. Thôi thầy bôi cái này đi, dễ nhiều quá nó rối tụi em, bôi cái này đi nha. Bôi cái đường này đi nha. Rồi. Đấy, tóm lại chỗ này là 2 pi chi 3, chỗ này nè tụi em, điểm chỗ này nè. Thì chưa? Đối xứng qua, tương tự chỗ này là pi chi 4 đúng không? Pi chi 4 á thì đối xứng ở bên đây. Đây, đối xứng qua. Được chưa? Thì chỗ này sẽ là 3 pi chi 4, 3 pi chi 4. Xíu nữa thầy chỉ tụi em cái mẹo nhớ, tụi em yên tâm. Được chưa? Rồi, chỗ này là pi chi 6 nè, thì đối xứng ở bên đây. Đối xứng ở bên đây. Thì chỗ này sẽ là 5 pi chi 6, 5 pi chi 6. Được chưa? Ừ, thì tương ứng với lại vị trí 2 pi chi 3 này tụi em, khi chiếu lên cái trục chuyển động nè thì vật sẽ đang ở vị trí này. Được không? Vật ở vị trí này, mà vị trí này á là ở bên tọa độ âm, đúng không? Tụi em nhớ cái chiều dương là chiều này nha. Cái chiều dương của trục X là chiều này nè, chiều mũi tên nè, thấy không? À vậy chỗ này sẽ là trừ a chia 2 đúng không các bạn nhờ? Đây là trừ a chia 2 nè. Rồi, 3 pi chia 4 nè, khi mà chiếu lên cái đường tròn này nè thì nó sẽ đối xứng ở bên đây. Bên đây là a căn 2 chia 2 thì chỗ này sẽ là trừ a căn 2 chia 2. Trừ a căn 2 chia 2. Được chưa tụi em? Tương tự, 5 pi chia 6 nè, các bạn chiếu lên. Được chưa? Thì vật đang ở vị trí này. Thì vị trí này đối xứng với bên đây là a căn 3 chia 2 thì bên đây sẽ là trừ a căn 3 chia 2. Ok không tụi em? Còn chỗ này sẽ là gì? Chỗ này sẽ là pi. Tại vì từ đây, tụi em nhìn nè, điểm pha chạy từ đây qua điểm này là quét 180 độ. Đúng không tụi em? Thì 180 độ là một pi á. Được chưa? Đấy, tụi em hiểu chưa? Rồi, tụi em chỉ cần nhớ cái nửa trên đường tròn thôi tụi em, còn nửa dưới á thì nó sẽ là số âm thôi. Ví dụ chỗ này pi chia 6 đi thì dưới đây nè. Chỗ này nè sẽ là trừ pi chia 6. Thế thôi, nó là số âm thôi tụi em. Chỗ này là pi chia 4 đúng không? Thì ở dưới đây nè. Điểm này nè, nó sẽ là trừ pi chia 4. Đấy, thầy lỡ thầy vẽ hết luôn nha. Nè, chỗ này là a chia 2 đúng không? Thì dưới đây sẽ là trừ pi chia 3. Vậy thôi tụi em. Rồi, chỗ này là vị trí ngân bằng ô thì pha dưới đây sẽ là trừ pi chia 2. Đấy, tương tự. Trừ a chia 2 thì trên đây là 2 pi chia 3, dưới đây sẽ là trừ 2 pi chia 3. Đúng không? Tương tự, chỗ này cũng vậy tụi em. 3 pi chia 4 thì dưới đây sẽ là trừ 3 pi chia 4. Đúng không nào? Rồi, 5 pi chia 6 nè. Thì dưới đây sẽ là gì? Dưới đây sẽ là trừ 5 pi chia 6. Thầy hỏi tụi em nè, cái này rất hay nè. Tại sao? Tại sao cùng một vị trí a chia 2 nhưng mà lại có hai điểm pha tụi em? Lại có hai điểm pha là pi chia 3 với lại trừ pi chia 3. Mấy bạn suy nghĩ thử đi. Mấy bạn suy nghĩ thử, các bạn hãy nghe thầy nói. Được chưa? Được chưa? Tụi em suy nghĩ thử coi, tại sao cùng một vị trí a chia 2 mà lại có hai điểm pha tụi em? Thì thật ra như thế này nè. Đây nè, thầy vẽ trục chuyển động lên nè. Chỗ này biên dương, chỗ này cân bằng đúng không? Chỗ này biên âm đúng không tụi em? Thì cái vị trí a chia 2 là chính giữa này nè. Chỗ này là a chia 2 nè. Thì khi mà vật ở đây nè tụi em thì nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là vật đi qua chiều gì? Một là vật đi theo chiều dương là chiều này, đúng không? Hai là vật sao tụi em? Hai là vật sẽ đi theo chiều gì? Chiều âm. Đấy, thì tụi em nghe nè nha. Tụi em nghe nè. À, chiều nè tụi em để ý nè, cái chiều của đường tròn là chiều dương của đường tròn là chiều này, tức là cái điểm pha nó chạy như nè tụi em. Cho nên nè, tụi em nhìn nè nha. Nè, những cái điểm pha nào mà nằm ở phía trên đường tròn này nè là vật của mình nó sẽ đang đi theo chiều âm. Đúng không? Tụi em nhìn cái hình nè. Đây. Nè, nếu mà điểm pha nó chạy phía trên nè, có phải là vật của mình nó đang di chuyển từ phải sang trái không? Tụi em nhìn hình nha, nè. Đấy, điểm pha chạy phía trên nè, vật di chuyển từ phải sang trái. Điểm pha chạy phía dưới á, thì vật sẽ di chuyển từ trái sang phải. Tụi em nhìn đi. Thấy không? Nè, điểm pha chạy lên trên nè, di chuyển vậy. Điểm pha chạy xuống thì di chuyển ngược lại nè. Thấy chưa? Thấy chưa tụi em? Thấy chưa các bạn? Cho nên á, thật ra nè, ở nửa trên đường tròn này nè tụi em, ở nửa trên đường tròn này nè là vật sẽ đi theo chiều gì? Vật sẽ đi theo chiều âm. Nghe chưa tụi em? Tức là vận tốc của nó phải âm. Được không? Còn phía nửa dưới đường tròn này nè là vật sẽ đi theo chiều gì tụi em? Nửa dưới đường tròn á là vật của mình sẽ đi theo chiều dương, tức là vận tốc của nó sẽ dương. Vậy thì các bạn nhớ. Các bạn nhớ nè, nếu mà pha dương á thì vật sẽ đi theo chiều âm. Còn nhìn nè, còn nếu mà pha âm á thì vật đi theo chiều dương. Vậy thôi, dễ nhớ không tụi em? Đúng không? Rất là dễ nhớ luôn. Thì bây giờ thầy mới nói ứng dụng của đường tròn nè, mấy bạn nghe nè nha. Tức là cái đường tròn nó cho mình biết gì thôi em. Tức là nếu mình biết được pha, ví dụ, thầy ví dụ luôn nè. Thì ví dụ, nếu mà thầy biết được pha của nó là pi chia 3
ha, vật đang có pha là pi chia 3 đi. Và thầy thầy sẽ biết được là nó đang ở cái vị trí A chia 2 và đang đi theo chiều âm. Đang đi theo chiều âm tại vì điểm pha nó đang chạy lên. Đấy, hiểu chưa tụi em? Tức là nếu, tức là cái đường tròn này nè, nó cho mình biết là gì tụi em? Tức là nếu mình biết được pha, mình biết được pha, cho nên là chữ pha nha, thì mình sẽ suy ra được trạng thái của vật. Nghe chưa tụi em? Suy ra được trạng thái của vật. Thì trạng thái bao gồm gì? Thầy dạy bữa trước rồi. Trạng thái sẽ bao gồm vị trí vật ở đâu và đi theo chiều nào luôn. Được không tụi em? Đấy. Và ngược lại nha. Biết pha có được trạng thái và ngược lại. Nếu mà các bạn biết được trạng thái, các bạn sẽ suy ra được pha. Được không? Thầy lấy ví dụ đi. Thầy lấy ví dụ đi. Thầy biết là vật, giả sử đi. Thầy biết là vật đang ở vị trí cân bằng đi. Giả sử vật đang ở vị trí cân bằng và đi theo chiều chiều âm đi. Đấy. Vật ở vị trí cân bằng và đang đi theo chiều âm thì các bạn nghe nè. Vị trí cân bằng là chỗ này nè. Đúng không? Thì có hai điểm pha thỏa mãn, một là điểm trên đây, hai là điểm dưới đây. Đúng không tụi em? Nhưng mà do vật đi theo chiều âm, vật mà chạy qua đây á thì điểm pha nó phải chạy qua đây. Đúng không? Cho nên là mình phải chọn pha trên đây. Vậy thì nếu mà vật đang ở vị trí cân bằng O và đi theo chiều âm á thì pha của nó ha, thì cái pha của nó tụi em phải bằng gì? Pi chia 2. Đấy, đây là ý nghĩa của nó. Tức là biết được trạng thái, suy ra được pha, hoặc là gì? Hoặc là biết pha, suy ra trạng thái. Vậy thôi. Được chưa tụi em? Đấy. Thì bây giờ tụi em, thầy nghĩ á là tụi em nên tự vẽ cái này ra, nghe chưa? Tụi em tự vẽ ra vô tập rồi tụi em học thuộc lòng nó thì tụi em làm những cái bài tập này rất là nhẹ nhàng. Thật ra mình nhìn thì thấy khó thôi, chứ mình làm nhiều rồi mình nhớ dễ lắm. À quên, thầy quên chỉ tụi em cái mẹo nhớ. À tụi em nghe này, cái mẹo nhớ này nha. À thầy bôi bớt nè, cái mẹo nhớ nè. Nghe cho kỹ nè. Đây bây giờ chỉ mấy đứa cái mẹo nhớ nè nha, mẹo nhớ cái thằng này. Thấy chưa? Rồi, thôi các bạn nhìn nè. Cái mẹo nhớ thì các bạn nghe nè nha. Tụi em chỉ cần nhớ cái góc phần tư thứ nhất này thôi. Thì cái góc phần tư thứ nhất này dễ nhớ không? Nó chỉ có 30 độ nè, 45 độ, 60 độ thôi. Thì tương ứng với là pi chia 6, pi chia 4, pi chia 3. Đúng không? Thì nghe nè. Chỉ cần nhớ góc phần tư thứ nhất này thôi. Còn bên đây nè, đối xứng qua. Ví dụ chỗ này là pi chia 3 đi thì cái mẫu của nó vẫn là số 3, tụi em nhìn nè, chỗ này 3, chỗ này 3 thấy không? Mẫu 4 nè. Chỗ này 6, dưới đây cũng là 6 nè, thấy chưa? Và cái tử của nó tụi em, cái tử của nó sẽ là cái mẫu trừ đi 1. Ví dụ, cái thằng này là pi chia 3 thì cái mẫu là 3 đúng không? Thì cái mẫu trừ đi 1 là 2 thì thằng này là 2 pi chia 3. Tương tự, thằng này là pi chia 4 thì đối xứng ở bên đây nè, thì cái mẫu là 4. Cái mẫu là 4 thì cái tử sẽ là 4 trừ 1 là cái tử là 3. Nên các bạn cứ trừ đi 1 thôi. Ví dụ chỗ này là pi chia 6 đi thì thằng này là 5 pi chia 6. Đúng không? 6 trừ đi 1 thì là 5 pi chia 6, vậy thôi. Đấy. Thì chưa? Còn ở dưới đây sao tụi em? Ở dưới đây nó đối xứng với ở trên, nó là thêm dấu trừ vô thôi. Nó là số âm thôi. Vậy nhớ không? Tức là tụi em chỉ cần nhớ cái góc phần tư thứ nhất này thôi. Nghe chưa? Chỉ cần nhớ cái góc phần tư thứ nhất này thôi. Nghe chưa? Bên đây tụi em nhớ dùng cái mẹo đó thầy chỉ nha. Nhớ là pi chia 3 đối xứng qua là chỗ này là 2 pi chia 3, pi chia 4 thì đối xứng qua là 3 pi chia 4, vậy thôi. Được không? Nha. Chỗ này sẽ là 0 nha. Tức là nếu mà vật đang ở nè, tụi em nghe nè, nếu mà vật đang ở vị trí biên dương á, đúng không? Biên dương là chỗ này nè thì pha bằng 0. Đúng không tụi em? Còn nếu mà vật ở vị trí biên âm là bên đây nè. Biên âm là chỗ này nè thì pha là bằng gì? Pha là bằng pi. Hiểu chưa? Hiểu chưa tụi em? Rồi, vậy thôi. Bây giờ mình làm bài tập phà, nghe chưa? Đây, bây giờ bắt đầu. Quay lại nha. Đây. À bây giờ mình kết luận đó tụi em. Vậy thì pha dao động là gì tụi em? À, tức là pha dao động sẽ cho biết trạng thái của vật, thầy mới nói xong, đúng không? Tức là mình biết pha của nó thì mình sẽ biết được vị trí của nó đang ở đâu và nó đang đi theo chiều nào. Nhớ nghe, trạng thái nè là bao gồm gì tụi em? Bao gồm vị trí, nghe chưa? Và gì? À, và hướng chuyển động. Và hướng chuyển động. Được chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ pha dao động cho biết trạng thái của vật. Vậy thì pha ban đầu cho biết trạng thái của vật tại thời điểm ban đầu. À, ý là pha ban đầu là lúc ban đầu á tụi em, ban đầu là lúc t bằng 0, tức là lúc ban đầu là vật đang ở đâu á. Vậy thôi, nghe chưa? Rồi. Tiếp ví dụ 1. Chứ mình làm ví dụ luôn nha tụi em, mình làm rằng mình nắm, nghe chưa? Mình làm mình nắm. Được không nào? Rồi, bây giờ các bạn xem nè. Ví dụ 1 nè. Vật dao động điều hòa có phương trình x bằng a cos như thế này. Được chưa? Thầy xác định biên độ chu kỳ tần số. Ôi thôi, thầy giải nhanh nha. Các bạn làm thử đi, được chưa? À, biên thì cái này là biên nè. Số 4 là biên độ nè. Chu kỳ là t thì cái này là omega nè, cái 2 pi này tụi em, cái 2 pi này là omega nè. Được chưa? Còn cái pi chia 3 này nè. Pi chia 3 này là pha ban đầu phi. Đấy, vậy thôi. Mình bây giờ giải nha, câu A nè.
biên độ thì đầu tiên A sẽ bằng 4 cm. Rồi chu kỳ thì chu kỳ T thì bằng 2 pi chia omega, tức là bằng 2 pi chia 2 pi nè, thì ra 1 giây, đúng không? Vậy thì tần số F thì bằng 1 chia T, đúng không tụi em? 1 chia T là bằng, cũng là bằng 1 luôn, đơn vị là hẹt, nghe chưa? Tần số thì đơn vị là hẹt. Rồi xong, bây giờ câu B nè. Câu B nè tụi em, trạng thái của vật tại thời điểm ban đầu, đọc kỹ nè. Thời điểm ban đầu là lúc T bằng 0, đúng không tụi em? Thì nghe nè, thì T bằng 0, tụi em nhìn nè, cái T bằng 0 cho nên 2pi nhân cho T tức là nhân 0, cái này mất nè, cho nên cái pha của mình nó chỉ còn lại là pi chia 3 thôi. Tức là lúc T bằng 0 đó tụi em, cái pha dao động của mình á chỉ còn lại là pha ban đầu phi thôi, đúng không? Phi là bằng pi chia 3. Đây, thầy chỉ các bạn cái mẹo làm này nha. Mới làm các bạn quên, các bạn có thể tra cái đường tròn. Đây cái đường tròn nè, nhìn nè, pi chia 3 này không? Thì tụi em chiếu lên, pi chia 3 là vị trí gì? Vị trí A chia 2 nè. Và điểm pha dương cho nên là vật sẽ đi theo chiều gì? Điểm pha dương cho nên vật sẽ đi theo chiều âm. Tại vì cái điểm pha nó chạy trên đường tròn, nó chạy theo chiều này mà tụi em. Cho nên cái điểm pha nó đang chạy lên đây nè. Đấy, mà chạy lên thì vật phải đi theo chiều âm, vậy thôi. Còn khi mà làm bài tập cái mẹo nhớ nè, các bạn nghe này nha. Tụi em nghe nè. Pi chia 3 là 60 độ. Đúng không? Thì khi làm bài á, tụi em vẽ cái đường tròn nó đơn giản ra vậy nè. Tụi em làm giống thầy nha. Nè. Thì tụi em nè, 60 độ tức là nó là góc đâu nằm trên đây nè, đúng không? Chỗ này là 60 nè. Đúng không? Thì tụi em chiếu vô, tụi em chiếu xuống trục nằm nghe nè. Thì rõ ràng cái chỗ này nó ở chính giữa, đúng không? Thì chỗ này là vị trí A chia 2 thôi. Được không tụi em? Đấy, A chia 2 thôi. Nghe chưa? Vậy suy ra nè, vật đang ở vị trí x bằng A chia 2 và pha dương. Pha dương thì vật phải đi theo chiều gì? Chiều âm. Đúng không tụi em? Pha dương thì vật phải đi theo chiều âm. Được chưa? Tụi em thay A bằng 4 nha, tức là x sẽ bằng 2 cm. Nghe chưa? Tức là x sẽ bằng 2 cm và đang đi theo chiều âm. Vậy thôi tụi em. Vậy thôi, rất là dễ nghe chưa? Tiếp câu C nè. Câu C sẽ khó hơn nha. Câu C nè, bây giờ người ta kêu các bạn là cũng là tìm trạng thái luôn, nhưng mà tìm ở cái lúc T bằng 0.5 giây. Được không nào? Thì nhìn nè tụi em, tức là lúc T bằng 0.5 giây nè, tụi em thay vô. T bằng 0.5 giây, tụi em thay vô nè. Thì á, nè nghe thầy nói nè nha. Bây giờ lúc T bằng 0.5 giây á, thì á, nếu mà tụi em lấy cái T này nè, nè tụi em lấy cái T bằng 0.5 này nè, tụi em thay vô cái phương trình x này nè, thì tụi em bấm máy tính á, tụi em chỉ ra x bằng bao nhiêu thôi, chứ tụi em không biết là nó đi theo chiều nào, đúng không? Vậy thì bây giờ muốn biết nó đi theo chiều nào á, thì tụi em phải làm bằng cách đường tròn. Nghe chưa? Thì bây giờ không có bấm máy tính thay vô đây nữa, mà mình thay vô cái nào? Mình sẽ thay vô cái pha đây nè. Các bạn nhìn này nha. Thầy bo bớt cho nó, nhìn cho nó trống nha. Đây nè. Đây, bây giờ các bạn phải thay cái tên này nè, tụi em vô cái pha này của nó nè. Vô cái pha này nè. Cái này bữa trước thầy gọi rồi, đặt rồi nha. Cái này đặt là phi đó, cái này đặt là theta. Theta T cái pha của nó. Vậy thì khi mà T bằng 0.5 giây á tụi em, thì cái pha của nó tại cái lúc T bằng 0.5 á, tụi em thay vô đây thì nó sẽ là 2 pi nè nhân T là nhân 0.5, đúng không các bạn nhờ, cộng pi chia 3 nè. Rồi xong, bấm máy tính này ra cho thầy, bấm máy ra, thầy bấm ra, nó sẽ là 2 nhân 0.5 cộng 1/3, nó sẽ là 4 pi chia 3 tụi em. Cái này nó là 4 pi chia 3 nè nha. 4 pi chia 3 thì á, cái này nè tụi em nhìn nè, cái 4 pi chia 3 này nó không phải là cái pha đẹp. Tụi em nhìn đi, trên cái đường tròn đâu có, trên cái đường tròn đâu có chỗ nào là 4 pi chia 3 đâu, đúng không? Thì bây giờ làm sao? Thì thật ra mình phải đổi pha tụi em, mình phải đổi pha. Thật ra cái số 4/3 tụi em là nó sắp xỉ 1.333. Bây giờ thầy nói luôn nè, cách đổi pha nè, tụi em phải nhớ nè. Cách đổi pha đó là các bạn phải cộng hoặc trừ cho một số chẵn pi gần nhất. Nghe chưa? Một số chẵn pi gần nhất. Nghe chưa? Gần nhất tại sao? Tại vì hàm lượng giác đó tụi em nó tuần hoàn với một số chẵn lần pi, bữa trước thầy nói rồi, đúng không? Tức là sau một số chẵn lần pi á tụi em thì vật nó sẽ quay về chỗ cũ, đúng không? Đấy. Thì á bây giờ tụi em nhìn nè, 1.333 thì gần số chẵn nào nhất? 1.333 thì sẽ gần số chẵn là số 2 nhất, đúng không? Thì các bạn lấy 4/3 các bạn trừ 2, nó sẽ ra là trừ 2/3. Tức là thật ra cái 4 pi chia 3 này tụi em nó trùng với lại là trừ 2 pi chia 3. Được chưa? Trừ 2 pi chia 3. Được không tụi em? Nó sẽ trùng với lại là trừ 2 pi chia 3. Được không nào? Đấy, vậy thì bây giờ tụi em nhìn trên cái đường tròn đi. Đây nè, nè, trừ 2 pi chia 3 nè, thấy không?
trừ 2 pi chia 3 là vật đang ở vị trí nào tụi em? Vật đang ở vị trí trừ a chia 2. Pha là pha pha âm, cho nên cái pha nó đang chạy ở bên đây nè, đúng không? Con nhau là cái vật của mình sẽ đang đi theo chiều vuông, thấy chưa? Đấy, cho nên chỗ này á tụi em sẽ kết luận là nè nè, pha là trừ 2 pi chia 3 nè, cho nên á, cho nên vật sẽ ở vị trí là a trừ a chia 2, đúng không? Giờ sẽ đang đi theo chiều gì? Chiều vuông. Vậy thôi tụi em, trừ a chia 2 là trừ 2 cm nha, 4 chia 2 là 2 cm, được chưa? Dễ không? Có gì đâu. Tương tự rồi, tương tự bây giờ mình làm tiếp cái này nè tụi em. Cái t bằng 41/24 nè, đây thì kẻ cái này ra đây nè. Bây giờ xét tiếp nè, cái t bằng 41/24 giây nè, đúng không? Tương tự nha, tụi em cũng sẽ thay vô cái pha của nó nha tụi em. Vậy suy ra nè, cái pha tại cái thời điểm t nó bằng gì tụi em? Nó sẽ bằng 2pi nè. Nè, 2pi nhân t, tức là nhân cho cái này nè, nhân cho 41/24 nè. Rồi à, cộng tiếp cho pi chia 3 tụi em. Đấy, tụi em dùng máy tính tụi em bấm cái này ra thôi, nghe chưa? Bấm cái này ra thôi. 2 nhân nè, 41/24 nè, cộng cho 1/3. Đừng có bấm cái pi vô, bấm cái số trước pi thôi. Rồi sau các bạn gắn pi vô thôi, 15π/4. Đúng không? 15π/4 thì nhìn nè, 15/4 á tụi em, 15/4 á nó gần với lại 3 phẩy, nó là 3.75 ha. Thì ghi nháp vào đây nha, 15/4 á nó bằng 3.75, cho nên nó gần số chẵn nhất tụi em. Mấy đứa, nó gần số 4 nhất, đúng không? Đúng không tụi em? Nó gần số 4 nhất, đúng chưa nào? Gần số 4 nhất á, thì cho nên cái chỗ này nè, thầy sẽ lấy là, thầy sẽ lấy là 15, đúng không? Thì trừ 15/4 á, thì trừ 4, đúng không em? 15/4 mà trừ 4 thì ra nhiêu? 15/4 nè, trừ cho 4 nè, nó sẽ ra là trừ pi chia 4 tụi em. Nó sẽ ra là trừ 1/4. Cho nên thật ra, thật ra 15 pi chia 4 nè tụi em, nó sẽ trùng với lại là trừ pi chia 4. Vậy thôi. Mà tụi em biết nè, pi chia 4 là 45 độ đó tụi em, nghe chưa? Vậy thì bây giờ vật đang ở đâu? Thì đây, đây nè, trừ pi chia 4 nè, thấy không? Trừ pi chia 4 nè, thì chiếu lên trục nè, thì vật đang ở vị trí a căn 2 chia 2. Pha âm thì vật sẽ đi theo chiều gì? Chiều dương. Vậy thôi, đúng không tụi em? Cho nên là suy ra nè, suy ra nè, vật đang ở vị trí x bằng a căn 2 chia 2, đúng không tụi em? Tụi em thay cái a cho nha, a bằng 4, tụi em thay cho đây là ra nha. Và đang đi theo chiều gì? Đang đi theo chiều dương do pha âm, được không nào? Đấy, chỉ vậy thôi tụi em, đâu có gì đâu, được chưa? Được chưa nào? Rồi, tương tự câu, cái câu cuối này cũng vậy, tụi em làm đi nha, làm thử có ra không. Rồi, bây giờ cái câu cuối này nè, tụi em cũng làm tương tự thôi, thầy làm nhanh luôn nha. T bằng 61/12 giây, đúng không? Cho nên tụi em thay vào cái pha của nó nha, thay vào cái pha này nè, thì nó sẽ là pha tại thời điểm T, nó sẽ là bằng 2pi nè, nhân cho 61/12 nè, đúng chưa tụi em? Rồi, cộng cho pi chia 3 nè, dùng máy tính bấm cái này ra giùm, nghe chưa? Khỏi bấm pi vô, bấm số thôi, 2 nè, nhân 61/12 nè. Rồi, cộng cho pi chia 3 là cộng 1/3 nè, thấy chưa tụi em? 1/3 nha, nhìn nó ra là 21 pi/2, tức là 10.5 pi đó, 10.5 pi, thì nó gần số chẵn là nhất tụi em, nó gần số 10 nhất, đúng không? Cho nên các bạn lấy 10.5 á, các bạn trừ đi 10 thì nó ra là 0.5, đúng không? Tức là cái này nó trùng với lại là pi chia 2, 0.5 pi là pi chia 2, 1/2 đó, 0.5 là 1/2 đó tụi em, thì chỗ này nó sẽ trùng với pi chia 2. Rồi, mà pi chia 2 là 90 độ đó tụi em. Rồi, tụi em vẽ đường tròn ra. Đấy, tụi em vẽ cái đơn giản như nè, 90 độ là ở trên đây nè, chỗ này là pi chia 2 nè. Đấy, thì khi mà các bạn chiếu lên trục là vật đang ở chính giữa, là vật nó đang ở vị trí cân bằng, đúng không? Và pi chia 2 là pha dương, cho nên vật sẽ đi theo chiều âm, đúng không tụi em? Đấy, cho nên suy ra nè, thầy sẽ có là x, vật sẽ đang ở vị trí x bằng 0, đang ở vị trí cân bằng và đang chuyển động theo chiều âm, đúng không? Đây nè, nè pi chia 2 nè, tụi em thấy không? Pi chia 2 nè, thì khi chiếu lên trục là chuyển động là vật đang ở vị trí bằng ô nè, đúng không? Và cái điểm pha trên đây nó đang chạy qua bên đây, mà đang chạy qua đây thì vật của mình phải di chuyển qua đây, tức là vật phải đi theo chiều âm, được không nào? Đấy, thế thôi. Thì các bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa tụi em? Có gì đâu mà khó, được chưa? Rồi, vậy thì nắm được cái phần này giúp thầy nha. Bây giờ tiếp nè, bây giờ giải sách, giải bài tập trong sách giáo khoa kết nối tri thức tụi em, được chưa? Giờ tụi em nhìn nè nha, nè,
hai vật dao động điều hòa có độ thị ly độ thời gian biểu diễn như hình bên, được chưa? Người ta kêu các bạn là xác định pha ban đầu của hai dao động. Đọc kỹ nha. Pha ban đầu tức là người ta kêu các bạn là tìm phi đó. Tìm phi đó tức là tìm cái pha lúc mà thời gian t bằng 0 đó tụi em, đúng không? Pha ban đầu là lúc t bằng 0, được chưa? Rồi. Thì thầy hết một chút nè. Thật ra nè, cái hình này nè tụi em, người ta vẽ hai cái đồ thị, được chưa? Biểu diễn của hai vật lên một hình thôi, cho nên nhìn nó kinh nhưng mà nó dễ ờm mà tụi em đừng có sợ nha. Tụi em nhìn từng hình tụi em làm thôi. Được chưa? Tức là cái đường màu xanh này nè. Đường màu xanh này nè là biểu diễn đồ thị biểu diễn của cái vật số 1, được chưa? Còn cái đường màu đỏ nè là cái đồ thị biểu diễn của vật số 2, vậy thôi. Bây giờ nhìn nè. Bây giờ mình giải nè. Đây, bây giờ các bạn giải nè. Đây các bạn giải nha. Bây giờ thầy sẽ xét x1 trước đi nha. Thầy xét vật số 1 trước đi, là cái đường màu xanh á. Được chưa? Thầy sẽ xét x1 trước nè. Thì các bạn nhìn nè nha. Đây, lúc t bằng 0. Lúc t bằng 0 thì tụi em nhìn đi. Lúc t bằng 0 nè, nhìn nè, cái trục thời gian này, trục này nè, thì lúc t bằng 0 là ở chỗ này nè. Đúng không? Thì cái điểm thì cái đồ thị màu xanh là cái vật nó đang ở đâu tụi em nè. Tụi em nghe nè, lúc bắt đầu chuyển động là vật nó đang ở vị trí biên dương nè, thấy không? Đúng không? Nè. Cái đồ thị màu xanh nè thì vật đang ở biên dương nè, tức là tại lúc t bằng 0 á tụi em thì x đang bằng a, đúng không? Vật đang ở vị trí biên dương, đúng không? Vậy thì á tụi em biết nè, kẻ đường tròn ra tụi em. Đúng không? Nè. Biên dương có phải là chỗ này không? Chỗ này là cân bằng nè, chỗ này là biên dương nè, vật đang ở đây nè. Mà nếu vật đang ở đây thì pha sẽ bằng 0. Đúng chưa? Vật đang ở đây thì pha sẽ bằng 0. Đấy, cho nên suy ra là cái pha dao động của cái đồ thị thứ nhất á tụi em là bằng 0. Xong, tiếp bây giờ thầy xét x2. Thì lúc t bằng 0 tụi em nhìn nè. Lúc t bằng 0 thì nhìn nè. Cái đồ thị thứ hai tụi em nhìn nè, lúc mà t bằng 0 thì cái đồ thị thứ hai bắt đầu đi ở vị trí cân bằng ô. Đúng không? Cái vật thứ hai nè tụi em, nó đang lúc đầu đang ở vị trí cân bằng ô nè, giờ đang sao? Đang tăng, tức là đang đi lên chiều dương, các bạn thấy không? Nè, tại ô đang tăng lên nè, thấy không? Tức là vật số 2 á tụi em là lúc đầu nó đang ở cái vị trí cân bằng ô. Đúng không? Và nó đang đi theo chiều dương, tức là đang tăng. Đây, đồ thị đi lên tức là tăng, tức là đi tới đỉnh nè. Đúng không tụi em? Đi tới đỉnh là đi tới biên dương, đúng không? Rồi, xong, vẽ đồ thị ra, vẽ đường tròn ra. Đây, x bằng vị trí cân bằng, vị trí cân bằng là chỗ này nè, vật đang ở đây nè. Đúng không? Vật đang ở đây nè. Thì sẽ có hai điểm pha thỏa mãn, đúng không tụi em? Một là điểm trên đây, hai là điểm dưới đây. Ở trên này là b chia 2, dưới đây là trừ b chia 2. Thì do vật đi theo chiều dương cho nên mình phải chọn pha âm, đúng không tụi em? Cho nên suy ra là cái pha của vật thứ hai là trừ b chia 2. Đấy. Đây, đường tròn nè. Đây nè, nè. Đây, vị trí cân bằng nè, pha âm là trừ b chia 2 nè, thấy chưa? Rồi. Bây giờ trước mắt mấy bạn không nhớ thì các bạn cứ lấy cái đường tròn đó các bạn rà nha. Các bạn chụp hình cái đường tròn này là của thầy là nè. Đấy, tụi em làm bài tập tụi em rò già rồi tụi em dò thôi, để thầy xóa cái này đi cho tụi em chụp hình. Rồi ok đó, các bạn chụp hình đi, được chưa? Đây, bây giờ mình giải tiếp câu số 3 nè tụi em, được chưa? Giải tiếp ví dụ 3 nè. Rồi, người ta cho các bạn là hai cái vật dao động điều hòa có đồ thị ly độ thời gian như cái hình bên đây, được chưa? Đây, bây giờ mới vô bài tập chính nè. Bây giờ mình cần phải viết cái phương trình ly độ, đúng không tụi em? Viết được cái phương trình ly độ tức là các bạn phải viết cái phương trình x của nó đó. Mà bữa trước thầy dạy tụi em rồi. Cái phương trình ly độ x á nó sẽ có dạng là x bằng gì? X sẽ bằng a cos của omega t cộng phi, đúng không? Đây là một cái phương trình dao động nè. Đúng không? Ví dụ nè, ví dụ luôn nè. Ví dụ người ta cho các bạn x bằng 4 cos của 2bt trừ b chia 3 chẳng hạn. Đúng không? Đây là một đây người ta gọi là một cái phương trình dao động điều hòa, đúng không tụi em? Tức là muốn viết được cái phương trình thì tụi em nhìn nè, tụi em phải có được, tụi em phải tìm được a nè, phải tìm a nè, phải tìm omega nè, đúng không? Và phải tìm phi, tìm a nè, tìm omega nè, tìm phi, tìm cho thầy ba thứ này, được không? Thì cái a với cái omega tìm rất dễ, thầy hướng dẫn nhiều lắm rồi. Quan trọng là tìm cái phi đó, được chưa? Rồi bây giờ mình giải từ từ nè. Rồi chưa? Giải từ từ nè tụi em. Đây, mấy đứa nhìn nè nha. Thì bây giờ nhìn nè. Đây, thầy sẽ xét cái đồ thị thứ nhất đi. Tụi em nhìn nè, thế x1 đi. Tụi em nhìn nè, x1 là gì? X1 là cái thằng màu xanh nha tụi em. Bây giờ tập trung nhìn cái đường màu xanh nha. Bây giờ thầy xét x1 trước nha tụi em. Xét x1 trước đi. Rồi, nhìn đường màu xanh nè. Thì tụi em nhìn nè, cái đỉnh của nó nè, thấy không? Cái đỉnh của nó nè. Đây, đỉnh của nó nè, thì có nghĩa là cái biên độ này là cái biên độ nè, biên độ sẽ là 8, đúng không tụi em? Tức là cái biên độ nó sẽ là 8 cm. Rồi, bây giờ nè,
muốn tìm omega các bạn phải tìm được chu kỳ đúng không? Mà chu kỳ thì đương nhiên phải dựa vào cái trục thời gian nào. Tụi em nhìn nè, chu kỳ của vật dao động điều hòa là một cái hình sin hoàn chỉnh. Tụi em nhìn này nha, nè ở đây là đang ở vị trí cân bằng đúng không? Vị trí cân bằng nè, đi lên đúng không? Rồi từ đây tới chỗ này cũng là vị trí cân bằng nè và đang đi lên nè, đúng không tụi em? Tức là vật lặp lại trạng thái cũ rồi đúng không? Chu kỳ là thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái cũ đúng không tụi em? Cho nên từ đây qua đây là một chu kỳ nè, đấy thấy không nè, từ đây qua đây là một chu kỳ nè, tức là chu kỳ sẽ bằng 2 giây, thấy không? Chỗ này là 2 nè tụi em, đấy chu kỳ t sẽ bằng 2 giây, được chưa? 2 giây vậy thì á, t bằng 2 giây thì omega sẽ bằng 2 pi chia t, được chưa? Là bằng bằng pi ra dân. Xong bây giờ tìm phân đầu phi nữa là xong đúng không? Có a rồi, có omega rồi, bây giờ tìm phi nữa là xong. Mà muốn tìm phi, các bạn nghe thầy nói nè, muốn tìm phi tức là phi này là pha ban đầu thì mình phải dựa vào thời điểm ban đầu, tức là các bạn phải xét, các bạn phải xét lúc t bằng 0, nghe chưa? Thì nhìn nè, lúc t bằng 0 là cái vật thứ nhất này nè tụi em, nó bắt đầu đi ở vị trí cân bằng và đang đi lên đúng không? Lúc t bằng 0 nè là vật đang ở vị trí cân bằng ô nè và đang tăng, đang tức là đang đi về biên dương đúng không tụi em? Tức là đang đi theo chiều dương, được chưa? Đang đi theo chiều dương đúng không tụi em? Đang đi theo chiều dương, cho nên là rồi dễ đường tròn đó tụi em, x bằng 0 mà đi theo chiều dương đây nè, đây vị trí cân bằng là chỗ này nè, thì có hai điểm pha, một là pi chia 2, hai là điểm dưới đây là trừ pi chia 2 đúng không? Vậy bây giờ đi theo chiều dương thì các bạn phải chọn pha âm đúng không tụi em? Phải chọn là trừ pi chia 2, cho nên suy ra pha ban đầu là bằng trừ pi chia 2, thấy chưa? Tức là các bạn thuộc đường tròn rồi thì không cần phải giải lượng giác gì nữa tụi em, đấy suy ra luôn, thấy không? Biết được trạng thái của vật, suy ra luôn, pha luôn là xong đúng không? Có gì đâu mà khó khăn đâu tụi em, dễ còn chết. Vậy xong rồi, có a rồi, có omega rồi, có phi rồi thì viết được phương trình đấy. Thì suy ra phương trình x1 sẽ bằng gì tụi em? Sẽ bằng 8, a là 8 nè, nhân cos nè, omega là pi nè, thấy chưa? Nhân t cộng phi, phi là trừ pi chia 2. Xong, đơn vị là cm. Do cái trục này nè, x là đơn vị là cm nè, cho nên chỗ này là đơn vị là cm. Xong chưa tụi em? Đấy, có gì đâu, có gì đâu tụi em, quá dễ đúng như nào. Rồi vậy thì bây giờ cái x2 thì làm sao tụi em? X2 tụi em làm tương tự ha. Bây giờ x2 thì làm sao? Đây chắc là hãy làm nhanh x2 đi nha tụi em. Bây giờ xét x2 nè, thì nhìn nè, x2 là cái đường màu đỏ nha, màu đỏ nè, thì em nhìn nè, cái đỉnh của nó cũng là 8 thôi đúng không? Tại vì hai thằng này tụi em cùng biên độ mà. Tụi em để ý nè, nè hai thằng màu đỏ với màu xanh này đều cùng biên độ đúng không tụi em? Đều cùng biên độ nè, cho nên a cũng sẽ là 8 cm. Chu kỳ thì cũng cùng chu kỳ luôn tụi em. Tụi em nhìn nè, nè nè, ở dưới đây là đang ở vị trí biên âm đúng không tụi em? Nè biên âm nè, đi lên biên dương nè, rồi quay về vị trí biên âm nè, thì đoạn này cũng là một chu kỳ đúng không? Thì chu kỳ nó cũng sẽ bằng gì? Chu kỳ nó cũng sẽ bằng 2 giây thôi đúng không? Nè, đoạn này với đoạn này cũng bằng nhau nè, tức là chu kỳ thằng này cũng bằng 2 giây đúng như tụi em. Rồi mà chu kỳ bằng 2 giây thì omega của nó cũng sẽ bằng pi thôi, pi ra dân trên giây. Xong chưa tụi em? Hai thằng này là hai dao động cùng chu kỳ, thấy chưa? Rồi nhưng mà bây giờ pha ban đầu thì sao? Tụi em nhìn nè, lúc t bằng 0, lúc t bằng 0 tụi em nhìn nè, cái vật thứ x2 này tụi em nó đang ở vị trí trừ 8, tức là đang ở biên âm đúng không tụi em? X nó đang ở vị trí là trừ a đúng không? Nó đang ở vị trí biên âm nè, chỗ này là biên dương, chỗ này là cân bằng, chỗ này là biên âm nè, x là bằng trừ a mà tụi em. Rồi bây giờ đường tròn nè, bên đây là a trừ a, bên đây tụi em biết nè, trừ a tức là góc này là góc 180 độ đúng không? Thì chỗ này sẽ là pi đúng không tụi em? Pi tức là x bằng trừ a thì pha của nó sẽ là pi đấy. Cái đường tròn nãy nè, đây nè tụi em nhìn nè, nè x bằng, nếu mà vật đang ở biên âm nè tụi em, thì pha của nó sẽ là pi nè, thấy chưa? Đấy, có gì đâu. Ui giời, có gì đâu tụi em ơi, dễ lắm, nghe chưa? Vậy suy ra pha của nó là pi, vậy thì phương trình x2 bằng gì tụi em? X2 sẽ bằng 8 nhân cos của pi t cộng pi. Đấy, vậy thôi. Bây giờ mình đến cái nội dung tiếp theo nè, đó là độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng chu kỳ. Được chưa? Các bạn để ý nè, cái này là cùng chu kỳ, nghe chưa? Chu kỳ t, được không nào? Thì á, các bạn biết nè, nếu mà cùng chu kỳ t á tụi em, thì nó sẽ cùng tần số gốc omega và cùng tần số f. Tại sao tụi em? Tại vì tụi em biết á, omega thì bằng 2 pi chia t, đúng chưa nào? Và f á thì lại bằng
F thì lại bằng 1 phần T. Đấy, cho nên các bạn nhớ luôn cho thầy nè, nếu mà cùng chu kỳ thì nó sẽ cùng omega và cùng F luôn. Được chưa nào? Đấy, rồi bây giờ tiếp nè. Bây giờ để suy ra kiến thức á tụi em, thì bây giờ thầy sẽ cho các bạn một cái ví dụ như này, các bạn đọc đề này nha. Tức là người ta cho các bạn là hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là F1 như thế này, F2 như thế này, được chưa nào? Rồi, xét độ lệch pha giữa chúng tại thời điểm ban đầu và tại thời điểm T bằng 0,5 giây. Ok, các bạn để ý này nha. Đây, hai cái thằng này có cùng omega nè, các bạn thấy không? Đấy, hai thằng này có cùng omega là 2 pi nè. Thấy chưa nào? Rồi, bây giờ đầu tiên nè, người ta kêu các bạn là xét độ lệch pha giữa chúng tại thời điểm ban đầu, đọc kỹ nè. Thời điểm ban đầu là sao tụi em? Thời điểm ban đầu tức là cái thời điểm T bằng 0, đúng chưa? Thầy nói hoài, đúng không? Thời điểm ban đầu là thời điểm T bằng 0, được chưa? Thì thời điểm T bằng 0 thì các bạn suy ra nè. Các bạn nhìn này nha. Khi mà T bằng 0 thì cái này là 2pi nhân 0, đúng không? Thì mất nè. Cho nên tóm lại lúc T bằng 0 thì cái pha của nó sẽ là pha ban đầu phi, đúng không? Pha ban đầu phi của nó là pi chia 2, các bạn thấy không? Pi chia 2. Cái này là phi 1 nha tụi em, phi của thằng dao động thứ nhất. Đúng như nào mà tụi em biết á, pi chia 2 tức là 90 độ, đúng không? Pi chia 2 90 độ. Được chưa? Còn cái thằng phi 2 tụi em nhìn nè, cái thằng phi 2 là pi chia 3, đúng không? Phi 1 thì bằng pi chia 2, còn phi 2 thì bằng pi chia 3. Được chưa nào? Mà tụi em biết pi chia 3 tức là 60 độ. Đúng như nào? Các bạn lấy cái 1/3 các bạn nhân 180 á, nó sẽ ra đơn vị là độ, nghe chưa? Thì bây giờ mình biểu diễn nó đường tròn tụi em nhìn này nha. Nè, bây giờ pi chia 2 là 90 độ. Đây, chỗ này là biên dương nè. Chỗ này là cân bằng, đúng không tụi em? Chỗ này là biên gì? Biên âm nè. Rồi, thì bây giờ tụi em nghe nè, pi chia 2 tức là ở đây, đúng không tụi em? 90 độ tức là chỗ này là 90 độ nè, chỗ này là pi chia 2 nè. Đấy, cái đường tròn pha hồi nãy mình mới học xong, đúng cho tụi em, pi chia 2 là chỗ này. Được chưa? Đấy, cho nên cái vật thứ nhất á tụi em, đây cái vật thứ nhất nè, nó đang có cái điểm pha như thế này, được chưa? Còn cái vật thứ hai là 60 độ, 60 độ là pi chia 3, thì pi chia 3 nó nằm chỗ này nè tụi em. Pi chia 3 để thầy vẽ cái màu khác nha. Đây, vẽ màu đỏ nè. Đây, cái vật thứ hai pi chia 3 là cái điểm pha đang nằm đây tụi em, được chưa? Đây là vector của nó. Đây là vector biểu diễn của nó. Đấy, tụi em thấy chưa? Vậy thì rõ ràng nè, hai cái thằng này nè tụi em đang lệch nhau một góc, đang lệch nhau một góc như này. Cái góc này chính là delta phi nè, và góc này chính là độ lệch pha của hai dao động. Vậy tụi em dễ hiểu không? Vậy tụi em nhìn hình đi. Thật ra delta phi bằng gì tụi em? Tụi em nhìn nè, sẽ bằng phi 1 trừ phi 2, đúng không? Tụi em sẽ bằng phi 1 trừ phi 2. Dễ hiểu thôi, chỗ này là 90 độ. Chỗ này 90 độ, chỗ này 60, đúng không tụi em? Thì góc này là 30 độ, đúng không tụi em? Mà pi 30 độ tức là pi chia 6 đó, đúng không? Phi 1 trừ phi 2 là pi chia 2 trừ pi chia 3 nè tụi em, tức là pi chia 6. Pi chia 6 tức là 30 độ. Đấy, dễ hiểu thôi mà, đúng chứ tụi em có gì đâu, được chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ xét tiếp tại cái thời điểm T bằng 0,5 giây, được chưa nào? Đây, bây giờ thầy xét tiếp nha. Bây giờ sẽ xét tiếp nha tụi em. Xét tiếp ở cái thời điểm T bằng 0,5 giây. Được chưa tụi em? T bằng 0,5 giây. Rồi, thì bây giờ ở thời điểm T bằng 0,5 giây tụi em nghe nè, tức là lúc này tụi em nghe nè. Tức là tụi em biết cái dao động điều hòa, tức là cái điểm pha nó sẽ chạy trên đường tròn này, đúng không tụi em? Nó đâu có đứng yên đâu, tức là theo thời gian á, nó sẽ chạy, cái điểm pha nó sẽ chạy trên cái đường tròn này nè, đúng không tụi em? Tức là cái vector này tụi em, cái vector này nó sẽ bắt đầu nó quay, được chưa? Là bữa đây, hồi nãy thầy giảng tụi em ở cái phần trước nè, đây nè, cái đường tròn nè, đấy, các bạn thấy không? Cái điểm pha nó đâu có đứng yên đâu, đúng không tụi em? Thì nó theo thời gian nó sẽ dao động, đúng không tụi em? Sao theo thời gian á, thì cái điểm pha trên đường tròn này nó sẽ chạy, đúng không? Nó sẽ chuyển đồng tròn, đúng không tụi em? Tức là cái vector này nó sẽ di chuyển, đúng không? Nó sẽ quét một góc, đúng chưa? Rồi, thì như thế này nè. Đây, thực ra là tức là ban đầu á tụi em, ban đầu á là cái vật thứ nhất á, điểm pha đang ở đây, cái vật thứ hai đang ở đây, đúng không? Vậy thì bây giờ sau một cái thời gian T bằng 0,5 giây á tụi em, thì bây giờ cái điểm pha nó sẽ chạy. Thì bây giờ nó chạy như thế nào thì rất là dễ thôi tụi em nghe nè. Tụi em nghe nè. Bây giờ nguyên cái này là cái pha của nó, đúng không tụi em? Đấy, thì bây giờ rõ ràng á là cái pha của nó, vừa trước thầy dạy rồi nha, cái pha của nó tại thời điểm T nè bằng gì tụi em? Bằng 2pi nè. Bây giờ nhân T là nhân cho 0,5, đúng không tụi em? Cộng cho gì? Cộng cho pi chia 2 là cái pha ban đầu của nó. Vậy mấy đứa nhìn nè nha, mấy đứa nhìn nè, cái pi chia 2 này nè là lúc đầu nó đang ở đây rồi. Bây giờ tụi em cộng thêm cái này nữa, mà cái này tụi em biết nè, 2pi nhân 0,5 thì sẽ ra pi, đúng chưa? Tức là nó sẽ bằng là pi cộng pi chia 2. Tức là lúc ban đầu đang ở đây, bây giờ tụi em phải cộng thêm 1pi nữa, mà tụi em biết 1pi là nửa vòng tròn đó. 1pi tức là 180 độ đó tụi em, tức là ứng với nửa vòng tròn. Tức là gì nè, tức là cái điểm pha này nè tụi em, nó sẽ quét một nửa vòng tròn, nó chạy xuống đây nè. Đấy, tức là lúc T bằng 0,5 giây tụi em là cái điểm pha nằm dưới đây, tức là đây là vector biểu diễn của nó nè. Đấy, em hiểu chưa? Rồi, tương tự nè,
Bây giờ thầy sẽ xét tới cái thằng phi phi 2 tụi em, cái phần của vật thứ hai này nè. Được chưa? Thì các bạn cũng có tương tự luôn. Có nghĩa là các bạn sẽ có là pha của cái vật thứ hai nè tụi em, nó cũng sẽ bằng là 2 omega, giống nhau mà cũng bằng 2 pi, thấy không? Tức là bằng 2 pi nhân cho gì tụi em? Nhân 0.5. Các bạn cộng cho pi chia 3 nha, phần đầu nó là pi chia 3. Thì thật ra cũng giống y như trên đây thôi tụi em, tức là nó sẽ quét thêm bao nhiêu tụi em, nó sẽ quét thêm một cái góc là pi, đúng không nè? 2 pi nhân 0.5, cái này cũng ra pi nè. Tại vì cùng omega mà tụi em, đúng không? Cùng, tụi em nghe này nha, cùng tốc độ gốc của tụi em, thì sau một cái thời gian t bất kỳ thì cả hai thằng này sẽ đều quét một góc như nhau nghe tụi em, được chưa? Đấy, cộng pi chia 3. Tức là lúc đầu nó đang ở đây tụi em, lúc đầu cái thằng dao động cái vật thứ hai đang ở đây, đúng không? Bây giờ cộng thêm pi, tức là cộng thêm nửa vòng tròn, tức là nó sẽ đi qua đây. Để em nhìn nè, cộng thêm nửa vòng tròn, đúng không? Tức là nó sẽ đi qua đây. Đây, thầy vẽ nó không được đẹp lắm, nhưng mà tụi em hiểu giùm thầy nha chứ. Đây, nó đi qua đây. Tức là đây là cái vị trí lúc sau của nó nè tụi em. Đấy. Được chưa? Tức là nó cũng quét một góc 180 độ luôn, đúng không? Nó cũng sẽ quét một góc là 180 độ. Vậy thì các bạn thấy nè. Các bạn thấy nè nha. Vậy thì thật ra nè, rõ ràng nè, cái độ lệch pha lúc đầu là delta phi là góc này, đúng không tụi em? Còn cái độ lệch pha lúc sau là góc này, đúng không? Thầy gọi cái này là delta phi 2 đi. Thì rõ ràng hai góc này bằng nhau mà tụi em. Đúng không? Tại vì góc nè, tụi em nhìn nè, cái vector màu đen nè, nó quét một góc là 180 độ, đúng không? Vector màu đỏ cũng quét một góc 180 độ. Tức là cái góc đi, cái góc quét của nó là giống nhau, thì đương nhiên cái độ lệch pha lúc đầu với lúc sau sẽ như nhau tụi em. Đấy, cho nên độ lệch pha lúc sau cũng sẽ bằng chính là bằng cái độ lệch pha lúc ban đầu và bằng luôn là bao nhiêu tụi em? Bằng pi chia 6. Đúng không? Tức là bằng 30 độ. Vậy thì mình kết luận gì tụi em? Mình sẽ kết luận được gì? Đấy, mình làm xong mình mới kết luận nha. Tức là mình sẽ kết luận được là gì tụi em? Tức là đối với dao động hai dao động điều hòa cùng chu kỳ, tức là cùng omega đó, mấy đó, hai dao động điều hòa mà cùng omega nè. Được chưa? Thì cái độ lệch pha của nó cũng sẽ chính bằng cái độ lệch pha ở cái thời điểm lúc đầu, đúng không tụi em? Kết luận nha. Tức là đối với hai dao động cùng chu kỳ nha, thì cái độ lệch pha delta phi của nó, đúng không tụi em, sẽ chính bằng cái độ lệch pha của nó lúc ban đầu, tức là bằng chính bằng phi 1 trừ phi 2 luôn. Đây, chính là bằng phi 1 trừ phi 2. Đấy. Được chưa tụi em? Đấy, được không nào các bạn? Rất là dễ hiểu bây giờ. Cái này cũng là một câu bài tập trong sách cái nói tri thức đó. Người ta kêu các bạn là chứng minh là độ lệch pha của dao động điều hòa, được chưa, sẽ luôn luôn bằng độ lệch pha ban đầu. Độ lệch pha ban đầu là độ lệch pha lúc thời điểm ban đầu là t bằng 0 á tụi em. Được không nào? Được chưa nào? Rồi, xong. À, thầy nói thêm nè tụi em. Thầy nói thêm một chút nha. À, cái chiều dương của đường tròn là chiều này, hồi nãy thầy dạy các bạn rồi nha. Chiều dương của đường tròn là chiều này, tức là cái điểm pha nó chạy ngược chiều cái đồng hồ như này nè. Thì tụi em nhìn nè, rõ ràng cái vector này nè, nó đang đuổi theo vector này, đúng không tụi em? Tức là cái dao động này nè tụi em, cái vector màu đen á, nó sẽ sớm pha hơn cái dao động này, đúng không? Tức là dựa vào cái hình này nè, thầy sẽ có được là x1 sớm pha hơn x2. Đấy, thầy nói thêm thôi, sớm pha hơn x2. Được chưa tụi em? Thằng nào chạy trước thì nó sớm pha hơn thôi, được không nào? Rồi, xong. Tiếp. Đây, bây giờ bắt đầu mình làm ví dụ để mình nắm rõ hơn nội dung này nè. Bây giờ tụi em đọc nè nha. Đây, người ta kêu các bạn là hãy xác định độ lệch pha của hai dao động. Được chưa? Tụi em nhìn nè. Bây giờ hai dao động là thằng 1, thằng 2 à. Được chưa? Nhìn là thấy nhanh là hai thằng này là hai dao động cùng chu kỳ rồi. Đúng không tụi em? Nè. Nè, từ đây đỉnh qua đỉnh nè. Đoạn này nè. Đúng không? Đoạn một chu kỳ nè. Đây, đỉnh qua đỉnh đoạn này một chu kỳ nè, hai đoạn này bằng nhau. Đúng không? Thật ra là đây là hai dao động điều hòa cùng chu kỳ. Được chưa? Rồi, bây giờ nhìn nè, bây giờ thầy xét thằng thứ nhất trước đi. Thằng thứ nhất tụi em nhìn nè, thằng thứ nhất nè, lúc đầu là đang ở biên dương nè, đúng không tụi em? Đầu đang ở biên dương, đây. Thì các bạn biểu diễn nó lên. Thằng thứ nhất lúc đầu đang ở biên dương nè, tức là lúc đầu đang ở đây, đúng không tụi em? Chỗ này là biên dương nè, chỗ này là biên âm nè. Đúng không? Chỗ này là vị trí cân bằng nè. Đây, thì lúc đầu cái thằng thứ nhất đang ở biên dương, đúng không tụi em? Cho nên đây chính là cái vector của nó, đúng không tụi em? Cái vector biểu diễn nó. Được chưa? Rồi, tiếp. Bây giờ tụi em nhìn nè, cái đường màu đỏ nè tụi em nhìn nè, lúc đầu nó đang ở đâu tụi em? Lúc đầu là nó đang ở ngay cái vị trí cân bằng ô, thấy không tụi em? Và đang tăng, đúng không? Đang ở cân bằng ô là đang ở đây nè, đúng không? Thì nếu mà đang ở cân bằng ô thì sẽ có hai điểm pha thỏa mãn, đúng cho tụi em? Một là trên đây là pi chia 2 nè, và hai là dưới đâu? Hai là dưới đây là trừ pi chia 2, đúng không? Nhưng mà tụi em nhìn nè, đang tăng, đúng không? Tức là vật đang đi về biên dương, tức là vật đang di chuyển cái biên dương nè. Mà vật di chuyển biên dương thì cái điểm pha phải chạy qua đây, đúng không? Hồi nãy thầy dạy rồi nha, điểm pha phải chạy qua đây, cho nên các bạn phải chọn cái pha dưới đây nè. Mình phải chọn pha dưới đây nè. Đấy, cho nên cái vector biểu diễn cái dao động điều hòa thứ hai nó là vector này nè tụi em. Thấy chưa? Đây tụi em nhìn đi, nhìn bằng mắt thường đi tụi em, hai thằng này đang lệch nhau bao nhiêu? Hai thằng này đang lệch nhau một góc là 9,
90 độ thì suy ra luôn tụi em. Vậy suy ra độ lệch pha của hai dao động này tụi em sẽ bằng pi chia 2. Đấy, dễ không? Pi chia 2 là 90 độ. Được chưa tụi em? Đấy, có cần dùng công thức nào không tụi em? Có cần dùng công thức không? Không. Được chưa? Chỉ cần biểu diễn trên đường tròn thôi là xong. Được chưa nào? Rất là dễ thôi tụi em. Rồi nha, tiếp nè. Tiếp nè tụi em. Rồi, bây giờ nè. À dạ, thật ra là cái này là f1 sẽ sớm phân cái thai nha tụi em. Nè, được chiều dương của đường tròn là chiều này. Đúng không? Tụi em có thể kết luận thêm là f1 sớm pha hơn x2 nha. Sớm pha hơn nè. X2 một góc là pi chia gì tụi em? Pi chia 2. Được chưa nào? Rồi nha. Xong. Tiếp. Đây, tới cái ví dụ này bây giờ tụi em làm nhanh cho thầy nè. Tới ví dụ này mấy đứa nhìn là nhìn nhanh nha. Đây, cái đường màu xanh nè, lúc đầu đang ở cân bằng đúng không tụi em? Và đang tăng, đúng không? Đang ở cân bằng là đang ở đây nè. Đúng không? Và đang tăng tức là đang đi qua biên dương. Đúng không? Bên đây là biên dương nè. Bên đây là biên âm nè. Được chưa? Chỗ này là cân bằng nè. Rồi, đang cân bằng mà đi qua biên dương thì pha nó phải là dưới đây, đúng không? Giống như trên đây nè. Đây, pha nó là chỗ này. Đây là pha dao động của thằng F1. Đây. Thực ra khổ ghi cái này ra cũng được, nghe chưa? Rồi, tiếp. Bây giờ tụi em nhìn tiếp nè. Cái dao động thứ hai là đang ở biên âm đúng không tụi em? Nè, đang ở biên âm nè, trừ 8 nè. Để thay đổi màu khác. Nên nè, biên âm là trừ 8, thấy không? Biên âm là trừ 8 nè. Cho nên nó đang ở đây nè, cái vật thứ hai đang ở đây. Đúng không tụi em? Cho nên cái pha của nó là chỗ này luôn. Đấy, tụi em thấy không? Vậy hai thằng này đang lệch nhau bao nhiêu? Hai thằng này cũng đang lệch nhau một góc là 9 gì tụi em? Ừ, hai này cũng đang lệch nhau một góc là 90 độ. Tức là hai dao động này cũng dung pha với nhau tụi em. Đúng không? Đấy, delta phi là bằng pi chia 2. À, cái này người ta gọi là dung pha nha tụi em ha. Cả hai trường hợp này người ta gọi là hai dao động dung pha. Các bạn nhớ giùm thầy nghe chưa? Hai dao động dung pha. Được chưa? Rồi. Và cái này thì cái này sớm pha cái này nha tụi em. Cái chiều dương đường tròn là chiều này. Cái thằng này đang chạy trước nè đúng không? Cái này hàng này, cái vector này nè đang đuổi theo vector này nè tụi em. Đúng không? Cho nên cái này sẽ sớm pha hơn nha. Nghe chưa? F1 cũng sớm pha hơn với 2 nha tụi em. F1 sớm pha hơn với 2. Đấy, thế thôi. Được chưa các bạn? Đấy, dễ chưa nào? Quá dễ. Rồi. Ok. Bây giờ các bạn làm tiếp cái bài trong sách chân trời sáng tạo nè tụi em. Được chưa? Người ta cho các bạn cái đồ thị như thế này. Được chưa nào? Đồ thị này là đồ thị biểu diễn của hai dao động nha tụi em. Một cái dao động là màu xanh, đường màu xanh. Tức là thầy gọi là F1 rồi, thấy không? Rồi, một cái dao động là màu đỏ thầy gọi là F2. Được chưa nào? Rồi, người ta kêu các bạn xác định biên độ nè, chu kỳ nè, tần số gốc của mỗi vật và độ lệch pha. Ok, thầy giải nhanh luôn. Mấy đứa nhớ làm trước nha. Ha, tụi em dừng video là tụi em làm trước rồi tụi em hãy xem thầy sửa nghe chưa? Rồi, mấy đứa nhìn nè nha. Đây. Đây, tụi em nhìn nè. Thật ra hai cái dao động này nè, nó đều có đỉnh giống nhau đúng không tụi em nè, nó đều có cái biên độ bằng nhau nè, thấy không? Cái biên độ đều bằng nhau và bằng mấy? Tụi em nhìn nè, cái biên độ của cả hai thằng này nè, đều bằng mấy tụi em? Đều bằng 10 nè, thấy chưa? Tức là cả hai dao động này có đều có cùng biên độ là 10 nghe chưa tụi em? Đấy, tức là thầy sẽ có cùng biên độ là 10 cm. Tương tự, đây là hai dao động cùng chu kỳ tụi em, đúng không? Nè. Nè, nè, vị trí cân bằng nè, đi lên nè. Chỗ này vị trí cân bằng nè, đi lên nè, thì từ đây qua đây là một chu kỳ nè. Đúng không? Tương tự cái đường màu đỏ của mày luôn. Cái đường màu đỏ nè thì từ vị trí cân bằng đi xuống nè, đúng không? Chỗ này vị trí cân bằng đi xuống nè thì đây cũng là một chu kỳ, đúng không? Đây là hai dao động cùng chu kỳ nha tụi em. Vậy chu kỳ sẽ bằng mấy giây đây? Chu kỳ sẽ bằng từ đây tới đây là 1 giây. Đấy, chu kỳ bằng 1 giây thì tần số f thì bằng 1 chia t đúng không tụi em? Cho nên sẽ bằng 1 hẹt. Đấy, tần số bằng 1 hẹt thì omega thì bằng 2 pi f tụi em. 2 pi f. Đúng không? Vậy thì nó sẽ là 2 pi. Đúng chưa nào? Vậy omega sẽ là 2 pi nha. Rồi, xong. Tiếp. Vậy tìm hết rồi, bây giờ người ta kêu mình tìm độ lệch pha của hai dao động. Tụi em nhìn nè nha. Độ lệch pha thì thật ra nè, nếu mà cùng chu kỳ rồi tụi em thì tại bất kỳ cái thời điểm nào đi nữa thì nó sẽ luôn luôn lệch pha nhau một góc bao nhiêu đó thôi. Cho nên là tụi em xét ở cái thời điểm bất kỳ nào cũng được đó. Nếu bạn thích xét chỗ này cũng được. Nè, tụi em xét thời điểm này cũng được nè. Thầy xét chỗ này nha. Thầy xét chỗ bắt đầu đi. Thầy xét lúc ban đầu luôn. Thì tụi em nhìn nè nha. Nè, lúc ban đầu nè, cái thằng màu xanh đang cân bằng và đi lên, đúng không? Nè, cân bằng là chỗ này, đúng không tụi em? Thầy vẽ một bút xanh nè. Nè, một thằng màu xanh đã cân bằng, đúng không tụi em? Và nó đang đi lên. Đồ thị đi lên tức là nó đang đi về đâu? Nó đang đi về biên dương. Nên là biên dương nè. Nên biên âm nè. Đấy, mà đang đi về biên dương thì cái điểm pha của nó thầy phải lấy điểm dưới đây. Đúng không tụi em? Đúng không? Đúng không? Tại vì đang cân bằng mà đi qua bên đây thì cái điểm pha nó phải chạy qua bên đây đúng không? Cho nên thầy phải lấy pha dưới đây. Đúng chưa? Chiều dương của đường tròn là chiều này.
Đấy, thì các bạn thấy nè, có nghĩa là cái vector biểu diễn cái dao động thứ nhất á, nó là cái vector này nè. Dạ hiểu không? Rồi tương tự nè, bây giờ cái thằng thứ hai. Cái thằng thứ hai là cái đường màu đỏ, tụi em nhìn nè. Nó cũng có cân bằng đúng không, nhưng mà nó đang đi xuống, nó đang giảm, tức là nó đang đi về biên âm đó, tức là cái vật thứ hai cũng đang ở cân bằng đúng không, nhưng mà nó đang đi qua biên âm, thì đi qua biên âm thì cái pha của nó phải là cái điểm pha trên đây nè tụi em. Đấy, tụi em thấy chưa, tức là nó là vector này nè, thấy chưa tụi em. Thì rõ ràng tụi em thấy nè, hai thằng này đang lệch nhau bao nhiêu tụi em, hai này đang lệch nhau một góc là 180 độ đúng không, 180 độ, tức là một bi đó tụi em, được chưa. Hay là tụi em nhìn hai vector đang ngược pha nhau đó, hai vector đang ngược chiều nhau đó. Đấy, cho nên thật ra nè, độ lệch pha của hai dao động này tụi em sẽ bằng bi, thấy chưa? Và tụi em có thể kết luận là hai thằng này ngược pha nhau nha. Hai thằng này, hai cái dao động này là hai dao động ngược pha nghe tụi em, ngược pha. Thấy chưa? Hai dao động ngược pha. Tụi em nhớ luôn nha tụi em, nếu mà cái độ lệch pha của hai thằng này là bi, được chưa? Thì nó sẽ ngược pha nhau thôi nha tụi em, tại vì bi là 180, 180 thì một thằng quay xuống, một thằng quay lên. Được chưa? Thầy nói giảng thêm nè. Giảng thêm nha, bây giờ tụi em nghe nè. Đây, mấy đứa nhìn lên đây cho thầy nhanh nha. Rồi, thôi dễ đại đi, tụi em nhìn này nha. Bây giờ thầy nãy thầy xét tại đây, còn ví dụ bạn nào thích xét tại đây cũng được, tức là các bạn xét tại cái thời điểm T bằng 1.25 giây đó, xét tại chỗ này nè thì tụi em nhìn nè. Nếu mà tại 1.25 giây, tức là tại thời điểm này nè nha, thì cái thằng F1 đang ở biên dương, các bạn thấy không? Đang ở biên dương nè, thằng một đồ thị màu xanh đang ở đỉnh nè, đúng không? Đang ở đỉnh á thì có nghĩa là cái vật thứ nhất đang ở biên dương, tức là cái vật thứ nhất đang ở đây. Đấy, đang ở biên dương. Được chưa? Thì đây là vector biểu diễn của nó. Đúng chưa? Tiếp nè, để em nhìn nè. Đây, còn nếu mà các bạn nhìn tại thời điểm này đi thì cái vật thứ hai đang ở đâu? Cái thằng thứ hai đang ở biên âm, thấy không? Tức là cái vật thứ hai nó đang ở biên âm, tức là nó đang ở bên đây. Nó đang ở bên đây. Đấy, cái pha của nó đang ở bên đây thì các bạn thấy chưa? Hai thằng này cũng đang ngược vậy. À, hai này cũng đang ngược pha nhau, cũng lệch nhau 100 vậy, 180. Tức là các bạn xét tại bất kỳ thời điểm nào đi nữa thì hai thằng này nó sẽ luôn gì tụi em, nó sẽ luôn luôn ngược pha nhau, tức là luôn luôn lệch nhau một góc là 180 độ, luôn luôn không đổi, tại vì đây là hai dao động cùng chu kỳ, được chưa nào. Đấy, bạn hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi tiếp nha. Đây, bây giờ làm tiếp ví dụ 3, được chưa tụi em. Người ta kêu các bạn là hãy so sánh biên độ nè, chu kỳ, tần số gốc và độ lệch pha của hai dao động này, cũng là đường màu xanh với đường màu đỏ thôi. Cái đường màu xanh này là F1, nghe chưa tụi em. Đường màu xanh là F1, nghe chưa. Đường màu đỏ là F2, nghe chưa tụi em. Đường màu xanh nè, đường màu xanh này nè là F1 nè, được chưa. Còn đường màu đỏ này nè, đỏ này nè là F2. Rồi thì giải thôi nha, giải thôi. Rồi giải nha tụi em. Bây giờ so sánh biên độ thì tụi em nhìn này nha. Nè, cái đỉnh của cái thằng thứ nhất nè tụi em, thấy không? Đỉnh của thằng thứ nhất nè, nó cao hơn cái đỉnh của thằng thứ hai, cho nên là cái biên độ A1 sẽ lớn hơn A2. Đúng không? A1 là 3 ô, A2 chỉ có 2 ô thôi tụi em, cho nên A1 lớn hơn A2. Xong. Bây giờ tới chu kỳ. À, đây là hai dao động cùng chu kỳ. Bây giờ tụi em nhìn đi nè. Đây nè, từ biên dương nè, xuống biên âm nè, quay lại biên dương nè, thì từ đây qua đây là một chu kỳ nè. Thấy không? Tương tự cái đồ thị đường màu đỏ tụi em nhìn nè, cái này cũng là đỉnh nè, đúng không? Từ đỉnh qua đỉnh nè, đoạn này cũng là một chu kỳ nè. Thấy chưa? Thì đây là hai dao động cùng chu kỳ nha tụi em, T1 bằng T2, mà nếu mà cùng chu kỳ thì sẽ cùng omega, tức là cùng luôn tần số gốc, đúng không tụi em? Và sẽ cùng luôn tần số luôn. Đấy. Nãy mới nói xong, nghe chưa tụi em? Nếu mà cùng chu kỳ thì sẽ cùng luôn tần số và cùng luôn F, nghe chưa tụi em? Rồi xong. Bây giờ tiếp. Bây giờ phải tìm độ lệch pha tụi em, độ lệch pha. Thì thế nào? Thì bây giờ độ lệch pha thì biểu diễn thôi. Đây. Thật ra như thế này nè tụi em. Thật ra hai cái dao động này nè, tụi em nhìn nè, nó đều ở biên dương. Đúng không? Lúc tụi em nhìn nè, lúc thời gian t bằng 0 nè, hai thằng này đều xuất phát từ biên dương, cho nên hai thằng này là hai dao động cùng pha. Đấy. Một là tụi em biểu diễn hai đường tròn, hai là biểu diễn trên cùng đường tròn. Đây nè, tụi em nhìn nè. Đây. Giả sử á, thầy vẽ cái đường tròn này cho cái thằng F1 đi. Được chưa? F1 thì tụi em nhìn nè, nếu mà F1 thì cái biên này sẽ là cái biên A1 nghe tụi em. Đấy. Được chưa? Thì lúc đầu cái thằng F1 đang ở biên dương, đúng không tụi em? Tức là cái lúc đầu á, cái thằng F1 đang ở đây. Nó đang ở đây. Đấy, thì tụi em thấy không? Đây là cái pha của nó. Được chưa? Rồi, bây giờ nếu mà thầy vẽ cái thằng F2 nè. Đây, thầy vẽ đường tròn của thằng F2.
Đố các bạn tại sao thầy vẽ đường tròn nhỏ hơn? Các bạn đoán được không? Tại vì cái thằng x2 á mấy đó, thằng x2 nó có biên độ nhỏ hơn đúng không tụi em? Mà biên độ nhỏ hơn á thì cái bán kính của đường tròn nó nhỏ hơn vậy thôi. Chỗ này là A2 nè. Thấy chưa? Chỗ này là A2 nè. Thì lúc đầu á tụi em cái thằng A2 này cũng đang ở biên dương, tức là cũng đang ở đây. Thì đây là vector, đây là cái điểm pha của nó. Các bạn thấy không? Hai thằng này cùng pha nha. Tức là hai, nếu mà thầy đem cái đường tròn này thầy chồng qua đây, đúng không? Thầy chồng qua đây thì thầy sẽ có được hai cái đường tròn như thế này. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Rõ ràng đây là hai dao động gì tụi em, hai dao động cùng pha, đúng không? Lúc ban đầu là hai cái điểm pha đang ở cùng góc tọa độ mà, đúng không? Đang ở cùng chỗ này mà. Đúng chưa tụi em? Được chưa? Ha, hai cái điểm pha nó đều ở cùng cái góc này mà tụi em, được chưa? Đấy, cho nên là trong trường hợp này á thì độ là pha của hai dao động này sẽ bằng 0. Đúng chưa em? Tóm lại là hai thằng này cùng pha nha, hai thằng này cùng pha. Được chưa? Xong. Rồi, ok. Chắc là cái video này chắc là thầy hướng dẫn các bạn tới đây thôi nha. Còn những cái bài tập này á để buổi sau đi tụi em. Được chưa? Để cái video tiếp theo đi ha. Tại vì nếu mà thầy dạy nhiều quá tụi em xem thì cũng ngán đúng không? Thì đây thầy là cắt video đó đi nha. Được chưa? Buổi sau cái buổi 3 thầy sẽ hướng dẫn tụi em giải những cái bài tập ha, mà hôm nay mình học đó, mình rèn lại một buổi nữa. Đây là những cái bài tập trong sách mới nè. Được chưa? Đấy, buổi sau thầy hướng dẫn tụi em nghe chưa? Ok, bye bye các bạn nhớ cho thầy một sub nghe chưa? Ha, nếu các bạn thấy hay nhớ cho thầy một sub nha. Bạn nào mà xem chùa là có lỗi với thầy lắm nghe chưa tụi em? Đấy. Ha, soạn cho các bạn một cái bài giảng như thế này ha, hướng dẫn các bạn từng ly từng tí mà các bạn xem các bạn không like, các bạn không share, các bạn không sub là rất có lỗi với thầy nghe chưa? Rất có lỗi với bản thân mình luôn, được không nào? Rồi. Ok các bạn nhé, bye bye mấy đứa. Ha.